chú đâu nhỉ? Chú ở nhà ông nhỉ? Đóng hộ đọc ai? À, mấy tuần nay rồi? Ok ok, ông cháu yên tâm đi. Bây giờ cứ cắt tóc đi rồi chú đóng sau nhá. Vâng, hôm nay cắt tóc luôn nhá. Cắt tóc xong không đóng là nhà nhiều mắm tôm lắm ấy. Ok ông cháu ơi. Vào đây. Ông cháu chưa rửa tóc gì ông cháu? Tóc thì phải gọi nhá. Ok, thôi làm quả layer đi ông cháu nhá. Vâng. Layer chạy phố nhá. Vâng. Ông cháu mà lại cứ cắt tóc xong rồi chú đóng đàng hoàng được chưa? Rồi. Cháu đi cắt tóc của gì? Cháu của máy tải phòng đi. Tải tải phòng nhá. Ok, chiến luôn đi ông cháu ơi. Dậy đi hai ông cháu ơi, xong đấy. À, tóc ông chú thiết kế cho cháu được không nhỉ? Đấy, chú thiết kế cho hai ông cháu đấy được không? Hôm nay chú cắt ưng thì thôi, cháu cho chú chậm vài cái bát. Cho chú chậm luôn à? Mấy ngày 500 mấy ngày là mấy ngày là 1 triệu. Thế bây giờ cho chú chậm mấy bát nhá, rồi hôm nay chú đóng tạm trước 1 triệu nhá. Ok chú. Thế hai quả đầu của cháu, hai quả đầu mà cháu chú tính thế nào chú? À thế chú free. Coi như là vào tiền phạt mấy hôm nhá. Còn bây giờ chú đóng trước 1 triệu nhá. Ok chưa? Ok thì chú chuyển khoản nhá. Ok. Ok thôi tí chú chuyển khoản nhá. Ok chưa? Ok ok. Có gì thông cảm chú nhá, mấy hôm này kiểm ăn khách vắng quá nhá. Ôi có gì mấy ông cháu thông cảm nhá. Ôi, về đi. Đi chú chuyển khoản cho nhá. Ok chú. Ừ. Sao cháu? Đợi 30 phút cho chuyển khoản nữa, bây giờ ông chú có thanh toán không? Chết rồi chú ơi. Thôi chết. Số tài khoản hỏng. Thôi để chú đóng tiền mặt. Thôi, tiền mặt cũng được. Tiền mặt đây 1 triệu là đủ anh cháu nhá. Rồi. Chú okay. Chú chuyển khoản là lỗi. À được. Ờ. 30 phút không thấy đâu chú ạ. Rồi chú lỗi quên mất. Rồi. Đấy nhá, thôi. Chú đóng tiền mặt đi nhá. Rồi. Được ạ. Chặt cho chú lần này thôi nhá. Đủ rồi đấy nhá. Cảm ơn chú nhá. Okay, nhá. Có gì thông cảm. Okay.